Chào tất cả các bạn. Đây là sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thì trước đây bên trong cái hàng rào luôn có khoảng 40 quả bóng bị xích lại với nhau. Tuy nhiên thì ngay trước cái ngày tái đấu bán kết lượt về với đội tuyển Philippines thì số bóng này đã được cẩu ngay đi trong đêm. Và ngày hôm sau thì chúng ta đã có cái chiến thắng để phá rớp 10 năm trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hiện tại thì các bạn có thể thấy là các cái khu vực mà đặt bóng xích chỉ còn lại những chút dấu vết nhỏ thôi. Thì hôm nay tôi muốn cùng các bạn đi xem cái số phận những cái quả bóng xích này thì hiện tại giờ nó ra sao nhé. Có khá là nhiều thuyết âm mưu quanh cái câu chuyện về những cái trái bóng bị xích này. Các chuyên gia về phong thủy thì cho rằng bóng bị xích thì nó mang ý nghĩa là bóng chết và nó kìm hãm tù túng, do đó nó phát ra những cái năng lượng xấu cần phải được loại bỏ. Có ý kiến là cho rằng bóng này bị chấn yểm bởi nước nạ. Tôi ngoài này một tí là cả hai cái thuyết đó đều nó có một chút căn cứ cả. Thì lát nữa thì tôi sẽ nói sâu hơn về cái vấn đề này. Hôm nay thì Hà Nội cũng khá là lạnh và có một chút mưa nữa. Đây là cái khu vực khán đài D của sân vận động các bạn nhé. Thì đối diện cái khu vực khán đài D này nó có một cái sân golf đã bỏ hoang từ lâu rồi. Và đây là tất cả các cái số bóng xích của chúng ta đang nằm ở đây. Khoảng 40 quả bóng xích được xích lại với nhau. Thì nó có mấy cái quả to to kìa, khoảng 4 quả to to, còn lại là, nhưng mà bóng này cũng phải nặng đến vài tạ đấy các bạn. Các cái xích của nó thì còn rất mới. Không biết là sau này cái số phận của những cái quả bóng này sẽ ra sao, nhưng hiện tại thì nó đã được di chuyển khỏi sân vận động Mỹ Đình và chắc chắn là nó sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa. Các chuyên gia phong thủy thì cho rằng là nó mang năng lượng xấu. Tôi cũng thấy thật, những cái hòn đá này đều là đá loại đá màu xám thôi, được xích lại bằng các cái sợi xích inox. Một số sợi xích đã được bị tháo mất khỏi bóng rồi, nó cũng dễ tháo thôi, chỉ bắn bởi các cái con đinh vít nở sắt thôi. Chúng ta ngược dòng lịch sử một chút, là cái sân vận động Mỹ Đình nó được xây dựng từ năm 2001 để phục vụ cho SEA Games 23, đấy các bạn còn nhớ. Cái thời điểm đó thì tôi được biết là có hai đơn vị nước ngoài tham gia đấu thầu để xây dựng cái sân vận động này. Đơn vị thứ nhất thì đến từ Đức, từng có kinh nghiệm xây cái sân vận động Stade de France cho phục vụ World Cup 98. Còn cái đơn vị thứ hai là đến từ, tôi nhớ là đến từ Trung Quốc. Thì đơn vị này chưa từng có các cái kinh nghiệm về xây dựng các cái công trình tầm cỡ, và cái thiết bị của họ chỉ đạt chuẩn Trung Quốc và Việt Nam thôi. Và cuối cùng thì đương nhiên là cái đơn vị Trung Quốc là họ bỏ thầu thấp hơn. Nó khoảng 7% gì đó, và họ đã trúng thầu. Cái thời điểm đó thì rất nhiều các cái nhà thầu Trung Quốc trúng các cái gói thầu lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên là cái việc mà lựa chọn cái nhà thầu Trung Quốc với cái kinh nghiệm ít ỏi cùng với cái trang thiết bị lạc hậu, nó đã dẫn đến các cái hệ lụy về sau, đó là hàng năm chúng ta phải bỏ ra
khá là nhiều tiền, hàng tỷ đồng để sửa chữa các cái sân vận động, sửa chữa cái sân vận động Mỹ Đình này mỗi năm. Mà trong suốt những năm qua này, hiện tại chắc là hàng năm cũng vẫn thế. Hồi đó thì sau khi cái sân vận động quốc gia Mỹ Đình được hoàn thành thì cũng đã phát hiện nhiều những cái sai phạm. Tuy nhiên là những cái trái bóng xích nó nằm ở sát hàng rào thì không ai để ý. Và suốt 10 năm qua thì chúng ta cũng đã thắc mắc vì sao là chúng ta luôn có cái dớp ở Mỹ Đình, làm sao để phá cái dớp đấy. Có lẽ là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã tìm hiểu và mời các cái thầy phong thủy về để tìm hiểu làm sao mà nó cái phong thủy nó có vấn đề gì chẳng hạn. Và cuối cùng là 40 quả bóng xích đã được đem ra cái sân gôn này. Đây tôi thử neo lên cái quả bóng này xem này. Đây, từ đây trông ra này, tổng cộng khoảng 40 quả, trong đó có 4 cái quả nó khá là lớn, lớn gấp đôi những cái quả này. Sân vận động Mỹ Đình thì chính thức hoạt động vào ngày 2 tháng 9 năm 2003, tức là sau 3 năm thi công. Và một điều đặc biệt nữa là cái trận đấu đầu tiên ở sân vận động Mỹ Đình là trận đấu giữa đội U23 Việt Nam với một câu lạc bộ Trung Quốc, đó là đội câu lạc bộ bóng đá Thân Hoa Thượng Hải, các bạn còn nhớ. Đến tận bây giờ thì cũng không ai cũng thắc mắc là tại sao ngày đó lại lựa chọn những cái quả bóng bị xích như thế này để trang trí cho cái sân vận động Mỹ Đình. Giờ cũng khó truy ra là ai chịu trách nhiệm về cái này. Nhưng đơn vị xây dựng hồi đó là một công ty Trung Quốc thì nó dẫn đến thuyết âm mưu đấy là họ đã đặt những cái quả bóng sắt này để kìm hãm cái nền bóng đá Việt Nam chẳng hạn. Đấy là thuyết họ đưa ra thôi. Nó cũng chỉ dựa trên cái căn cứ là họ đã xây dựng cái sân vận động này và có những cái quả bóng kỳ lạ như thế này. Chúng ta đã có một cái chiến thắng tuyệt vời sau khi những cái trái bóng xích này được di chuyển khỏi sân vận động Mỹ Đình. Còn tôi thì tôi thiên về cái là chúng ta hiện tại đang có một cái đội bóng mạnh với các cầu thủ rất là tài năng, một thế hệ vàng mới của nền bóng đá Việt Nam. Sau cái thế hệ vàng mà đã giành được AFF Cup cách đây 10 năm. Và tôi tin là có hay không có những cái quả bóng xích này thì năm nay chúng ta cũng sẽ giành chức vô địch trước Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình. Chúng ta đã có trận lượt đi hòa trên sân khách, nhưng chúng ta cũng đã có những cái bàn thắng, hai bàn thắng. Đó là cái lợi thế của chúng ta khi quay trở lại sân Mỹ Đình vào thứ bảy tuần này. Tôi tin rằng chúng ta sẽ giành thắng lợi trên sân Mỹ Đình. Sân Mỹ Đình thứ bảy tuần này chắc chắn sẽ là chảo lửa. Chào nửa đối với người Malaysia.
và chúc đội tuyển Việt Nam sẽ lần thứ hai giành được cúp của AFF Cup.